Bị can Đào Duy Tùng, bệnh nhân 3051, 32 tuổi, trú tại huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương, bị khởi tố về tội danh làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Trước đó, vào ngày 22 tháng 4, Tùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Ngày 5 tháng 5, Tùng về Hải Dương và đi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và có kết quả dương tính. Trong quá trình truy vết, Tùng có dấu hiệu quanh co, không trung thực, khiến cho quá trình truy vết gặp nhiều khó khăn. Hiện F1, F2 và 14 F3 của Tùng đều đã nhiễm COVID-19. Sáng ngày 25 tháng 5, Công an huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà N, 38 tuổi, với số tiền 750.000 đồng về hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Được biết, trước Tết Nguyên đán năm 2021, bà N bị người khác lừa mất số tiền gần 60 triệu đồng. Lo bị gia đình phát hiện, nên bà N đã giả vờ báo tin cho công an là bị mất tiền. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đây là thông tin giả. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố với Dương Quang Bình, 44 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, là anh vợ và cũng là hung thủ sát hại nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng. Trước đó, vào tối ngày 18 tháng 2 năm 2020, Bình mua rượu về uống rồi chửi bới vợ con, gây gổ với nhà em gái ruột, rồi châm lửa đốt xe máy. Khi thấy lực lượng công an xuất hiện, Bình cầm dao đâm anh Dũng gục tại chỗ. Nạn nhân tử vong do mất máu cấp. Cơ quan chức năng xác định trước, trong và sau khi phạm tội, bị can Bình bị rối loạn tâm thần do sử dụng nhiều loại ma túy, rượu. Khoảng 6 giờ ngày 23 tháng 5, chốt kiểm soát COVID-19 số 4 của đồn biên phòng A Mú Sung phát hiện Lầu Thị Má lội qua suối Lũng Bô để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Lầu Thị Má khai nhận cho rằng vào ngày bầu cử ở Việt Nam thì lực lượng kiểm soát biên giới sẽ lơ là, nên bà đã lội qua suối Lũng Bô để nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Hiện Lầu Thị Má đã được lực lượng y tế đưa đi cách ly theo quy định.